Con anh lấy quần này không? Chị mua mà này, quần sắp xếp. Đấy. Gì? Nhìn một cặp. Tối ngủ cặp quần mà. Mặc đi. Ôi, ba ba thì ba ba không Thanh Long không? À, ôi, nó bị quả nó.
Thanh long hay xoài? Thanh long hay là dưa hấu? Dưa hấu bao tiền một cân nhé? Dưa hấu khác gì thanh long, cũng 8.000, 85.000, 10 cân. 85.000 cơ á? 85.000, 10 cân. Ừ, 85.000 cân, mua được mua thanh long. Mua cả táo, một cả thanh long, cả dưa hấu nhá. Ừ, mua một thứ 10 cân, 85.000. Mua một thứ 5 cân. Cân điện thoại này, đi mua. Thế rồi cái lúc nãy anh nói ghi hết âm vào đây rồi. Trong đây. Bò pin sang đây với. Một, hai, mà mẹ ba một tí thôi. Một tí thôi, sao quần ướt thế? Nào. Ủa anh Bình. Đi cái ra. Thôi bị cả. Nào, nhúc tránh ra để dặn nhúc bị cả. Ra đây. Mẹ bảo đi cho con xem. Cái que đâu rồi? Anh Thắng. Cái que để em đâu rồi? Cái kệ tự sướng đâu rồi? Cái để quay ý. Hả? Cái que để quay phim của em đây đâu rồi? Cái quay của mẹ đâu? Đâu đi tìm xem cái quay đâu? Để tìm xem cái quay của mẹ đâu đã. Cái quay của à, biết gì điện thoại kia đi. Ở đây rồi, đây rồi. Để mẹ cho vào đây. Đây đây, cho vào đây mà.
Không, cái kiểu ngủ say thì ông cho lấy một bài nghe. Thông báo khẩn cấp, do tình hình dịch bệnh kinh tế khó khăn, Trung tâm Trị Soang Cát Vượng Hoàn quyết định dành ra 50 liệu trình chuyên sâu.